cái đợt trước á mà là anh nói cái lấy cái vi sinh đánh á, là cái đó bị thúi à, bị thúi đái à. Thúi hiện tượng thúi sao? Thì nó không nó thì nó hơi thúi thôi, nó bị lá nhiều quá đó, lá rụng. Ừ, rồi cái nó thúi nó có một bên à, à. Là móc thình lên nó đen lùi đó, đen lùi. Nó hôi thôi chứ. Ừ, thì nó cũng hôi thật, cũng như mình à. Lúc mình sên á là nó cũng hật hơi, hơi lên hật, hơi hôi hôi đó. Cái à. Độc ha. Ừ. Đi 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 là giò đóng đen ngón giò luôn nè, đóng đen ngón giò luôn. Ừ. Ừ. Đó thấy tạc nó thì thấy được mấy bữa sau lấy dầm dít dít lên thấy nó trắng lại. Dạ. Cái đó là cái gì ạ? Phẩm cái gì đó anh thì cái đạo đợt sau ông mới đưa tôi 6 bịch nữa là tạc đây nè, gãy đây nè. Dạ. Cái tên nó là gồ Jimmy đó. Thì khi mà anh đánh bao nhiêu ngày thì anh thấy nó trắng lại? Đầu cỡ 4-5 ngày vậy đó. 4-5 ngày. Ừ thì cũng như là 3 ngày là tôi tạc lại lần 2 đó. Dạ. Rồi tới 4-5 ngày là thấy nó trắng trắng rồi, tôi dít dít lên thấy nó trắng rồi. Dạ. Còn nó còn hực hực cái hơi khí độc đúng không? Khí độc thì mình cũng chưa có biết, mình không kiểm tra được. Ừ. Tại mình không kiểm tra. Ừ. Nhưng mà mình thấy là nó cái đáy nó sẽ trắng, nước nó đẹp luôn anh. Ừ, nước mấy bữa nó trong, nhìn thấy con tôm nó dưới. Ừ. Rồi sao nó thấy hiệu quả gì rồi anh mới sử dụng luôn là cái men gây mồi đúng không? Ờ. Nó cái chỗ ở anh tên Chiếm. Mình ở đây là địa chỉ đâu anh Chiếm à? Ở đây là này xã Phong Điền hay gì? Hả? Khóm sao à? Thì trấn Sông Đốc. Ờ, khóm dạ. Trấn Sông Đốc. Dạ. Thì anh cũng như là ban đầu là anh xử lý cái thúi là thấy hiệu quả rồi, cho nên là anh mới tiếp tục là gọi em để em hỗ trợ cái gây mồi để mình thả tôm. Tỷ này còn đấy. còn hai bịch á. Ừ. Không mình đủ luôn này á, phải không? Đủ rồi, ba và hai bịch, có hai bịch này đủ rồi, hai bịch vàng, hai bịch tím, hai bịch vàng hả? Xanh hai bịch vàng hả? Là bữa hổm là không có cái này nè. Gì hả? Ừ. Anh không ủ có ủ không có không có ủ này hả? Ừ, bữa hổm chỉ có hai cái này không vàng, vàng không hả? Ừ, hai bịch này với 4 kg mặt đường. Dạ. Với 5 kg cám. Ừ. Đó là ủ 60 lít. Dạ. Đó không chỉ vậy rồi nói cái này để từ từ, hai bịch này đây tôi hỏi hai bịch này nó để từ từ. Dạ. Rồi bây giờ để em kiểm tra cái môi trường nó thử, gì ví dụ như trong cái ao của anh mà bị kim loại nặng chẳng hạn như sắt ha, nói chung là phèn, rồi cái yếu tố mà mình gây mồi nó không lên đó. Rồi liên quan ảnh hưởng đến những cái điều kiện khác chẳng hạn như là pH hoặc là độ mặn. Thì độ mặn nó mãi đợt đó là tới 26 đó. Dạ. Nhưng mà 26 thì lên cũng lên mồi bình thường, không có vấn đề. Còn phèn thì không có, tại vì đợt không có mua cái test phèn đó. Anh Hai có nhà không? Hả? Anh Hai có nhà không? Có, anh để tèo. Ừ, nói anh ở nhà Trúc nó dắt em nó vô nó coi nước vuông coi nè. Nước vuông ổng á hả? Ừ. Ừ, có nhà. Rồi, nó đang coi ở đây rồi, Trúc vô. À. Rồi. À. Kìm cũng 101 cũng ổn. Ổn kìm, nhưng mà cái pH mà nó thấy nó cao. Nó cao rồi mình nó có thuốc trị hả? Mình xử lý mình dần nó xuống được. pH này bị chín, nó qua chín luôn, chín hơn chín.
mà cái pH trong cái môi trường ông nuôi của mình đó, nó phù hợp để mình nuôi tôm thì từ 7.5 đến 8.5. Buổi chiều thì nó cao hơn buổi sáng, mà nó phải nằm trong khoảng 8.5 trở lại thì nó tốt, và trong một ngày nó không biến động không dưới là không quá là 0.5. Ví dụ như sáng là ví dụ như là 8 chấm đi, thì buổi chiều cỡ chừng 8.5 trở lại thì được, nhưng mà quá vượt quá nữa thì nó biến động quá nhiều cho nên cũng không, môi trường mình cũng không ổn. Còn cái phèn này thì nó không có nhiều. Ừ, cái phèn mà không thử ở đây nó cũng không có gì. Phèn này không chấm cỡ chừng dưới 0.25 chút. Ổn như vậy. Thì cái phèn này thì nó không có đáng ngại lắm. Đem đo khí độc luôn. Đo khí độc là con cua nó bị đóng ấy đó hả? Khí độc dơ, ví dụ như cái đáy ao mà nó dơ đó thì nó sẽ sinh khí độc, làm cho con cua con tôm nó yếu, nó giống như nó dùi, nó dính đóng dơ. Nó dơ thấy ghê luôn á. Em biết một cái đường đi về trong em nó còn gần hơn ra cái nước nữa. Từ đây em chạy nãy để là lên 11 cây. Đúng ra là tới Gao Dừa là tới 20 cây, 21 cây đó. Mà em đi được cỡ 11 cây em quẹo xuống. Đi đường trong này hả? Đường qua cầu treo vậy hả? Không, em đi chừng cái 10 cây em quẹo xuống, em vô căn khu tinh quỷ. Qua đó đi qua đây nó nhanh hơn. Ở đây mới về cũng không gành gì nó, anh ta biết mấy cái đường khác. Anh mới về đây mấy năm? Hai. Mới 2 năm hả? À. Hàng chi nãy hỏi địa chỉ đây ở đâu, hỏi vợ mà. À. Quê vợ. Ôi, đó là sao mà anh biết mà quê mà anh... Thì về đây là tôi cũng như tôi cũng phái đó rồi. Tối ngày đâu coi đâu, mở coi bắt qua coi anh Trứng rồi đó. Nhưng mà sao biết trước đó là sao biết? Thì mở ra có ai giới thiệu không? Ví dụ như có ai giới thiệu là chơi. Không, mà hồi đó tôi cũng có nuôi lươn đó nè. Thích coi gì tôi mở lên tôi kiếm. Tôi thấy cái này nó tạo thức ăn rồi đó, thấy nó hay hơn luôn theo bên đây. Dạ. Nghĩa là anh thấy, anh cũng tự tìm hiểu trên mạng, anh thấy cái chỗ trước tiên của anh Tấn. Đúng rồi, là đấy. Cũng tạo thức ăn rồi đó. Cái thức ăn tự nhiên. Cái xử lý đáy đồ này kia đồ. Dạ. Đó, thấy gì là tôi cũng thử, này thấy cái này nó hay hơn. Ủ men rồi này đồ nè. Dạ. Rồi tạo ăn rồi đó, anh cũng dèm dèm mày, nên nói ở đây, thạc sĩ nó đi xuống đây luôn ạ. Nói có môn xuống chỉ mình cái chứ mà hỏi nói điện thoại không mình làm không có đúng nó cũng không có ấy. Dạ. Để kiểm tra cái này, để cái để này nó cũng có khí độc mà xanh. Bữa nay Di xuống sông Đốc, khóm 6A, thị trấn sông Đốc, và hỗ trợ chỗ anh Chiếm là một cái nhịp men trước á, thì Di có gửi cái men xuống cho anh Chiếm để ủ và gây thức ăn tự nhiên. Nhưng mà của anh Chiếm đánh thì ở miếng vuông khác nha, nó không lên, không hiệu quả. Vì vậy mà hôm nay Di xuống đây để kiểm tra cái môi trường, thì lúc nãy Di cũng kiểm tra môi trường xong rồi và hỗ trợ anh Chiếm ủ men luôn, cái cách thức ủ men cho nó hiệu quả. Rồi bây giờ anh có cái đồ đo độ không, đo độ mặn không, lấy xuống giùm em, còn không thì của em có trong bọc, mày lấy cái ba lô xuống giùm em. Rồi gì lấy cái ba lô của em xuống. Rồi anh múc thêm
thì trước tiên á là mình phải thử cái mình đo cái độ mặn, mình điều chỉnh cái độ mặn để phù hợp với cái môi trường con men nó lên cho nó hiệu quả cao. Thì cái độ mặn phù hợp đó là tầm khoảng từ 10-15 phần ngàn. Thì bây giờ mình điều chỉnh cái độ mặn bằng cách đó thì mình cứ ủ cái nước ao, mình múc nước ao lên, mình lựa chỗ nào là nước sạch á thì mình múc lên. Rồi mình đo cái độ mặn, kiểm tra độ mặn, ví dụ như nó cao quá thì mình có thể là múc cái nước ngọt này, đổ vô mình pha. Mình đo cho nó tầm cả chừng 10 phần ngàn, 10-15 thì nó sẽ rất là hiệu quả. Nó tầm khoảng chừng 19-20 phần ngàn. Thì bây giờ mình phải pha làm sao cho nó xuống cả 15 trở về 10 thôi. Mày này 19. Thì anh đổ vô thêm đi. Rồi bây giờ nước ngọt, bơm nước ngọt vô. Thì cái mình ủ men mà mình đánh không lên có thể là mình ủ nó không hiệu quả, hoặc là có thể là cái môi trường dưới cái đá ao của mình đó, mình kim loại nặng phèn đó thì mình đánh con mồi nó cũng hạn chế ha. Nhưng mà nãy mình có kiểm tra rồi, cái phèn thì mình không có. Ví dụ như nước tầm tầm cái này được ha. Ví dụ như bình thường cái thùng gì nè, mình nước tầm tới nhiêu đây là vừa đó. Còn độ mặn thì mình điều chỉnh. Rồi, thì tầm tầm cái này mình chừa chừa. Tại vì khi mà lên men có thể là nó thịt cái hơi lên. Đó. Còn này em pha nước thì có thể mình pha có dư á, có nhiều quá thì mình đổ qua đây thôi. Rồi, nước thêm đi. Cái này tầm 12 phần ngàn thì mình độ mặn 12, từ 10 đến 15 phần ngàn là ổn nha. 12 phần ngàn cũng được, mình có thể mình cho nước ngọt vô thêm chút nữa hả, cỡ chừng 10 phần ngàn thì cũng càng tốt thôi. Sao ở đây nó bị con cua vậy thôi, nhưng mà con chôm thẻ trong dài ngày cũng 2-3 kg. Thấy tôm nó đẹp lắm. Tôm bình thường ha. Tôm thì bình thường ha. Tôm thiên nhiên á. Dạ. Tôm nó trắng đẹp. Ừ. Cái này là nãy anh có đang thử. Mới mua 2 kg nè. Cái này 2 kg. Dạ. Xếp qua thêm kế. Cái này là 2 kg phải không? Nước rồi mình cứ bỏ đường vô. Nếu mà kỹ chút xíu mình có thể nấu đường cho nó sôi lên chết vô. Thật ra cũng không có những gì. Thấy có người ta làm bằng nước ngọt đó. Ủ nước ngọt hả? Ừ. Thật ra ủ nước ngọt là như thế này nè. Mình ủ nước ngọt thì vẫn được. Nước lên, men lên vẫn tốt. Nhưng mà khi mình đánh xuống á thì mình lại đánh xuống nước mặn. Khi mình đánh xuống nước mặn vậy thì nó đang ở nước ngọt mà đánh xuống nước mặn thì cái môi trường nó thay đổi, cho men mình nó cũng bị ảnh hưởng, cho nên mình ủ nước vuông là nó thích nghi luôn đó. Bây giờ mình quậy đường xong cái mình cứ cắt men mình bỏ vô, mình bóp cho nó bung ra, bung men ra, mình quậy đều ra, rồi sau đó mình cứ bỏ cám vô thì mình quậy đều ra, mình đậy nắp lại thôi. Bây giờ kết hợp ha, hai loại.
Rồi anh ở trong đó cái đầu anh bóp bóp, mình cứ bóp cho nó tê ra. Rồi bây giờ mình bỏ cám vô. Cái này là bao nhiêu ký anh? 4 cái 4 ký nè. 4 ký phải không? 4 ký, chờ 4 ký luôn này. Ừ. Anh luôn. Nói 4 ký đó. Ừ. Cám này ít nhiều xê xích 1-2 ký đâu, nhầm gì đâu ạ. Không sao, nhưng mà con cái cám nhiều có thể nó làm cho cái nước của mình nó sậm, hoặc là nó có thể là dễ bị dơ cái đáy nha. Cũng sao, sao có người ta thấy người ta giải cám không vô luôn nữa nhiều, có nghĩa là mình ngâm có thể là tôm mình nó lớn rồi yếu mồi, có thể là nó ăn luôn, nó ăn luôn. Nhưng mà ví dụ như trong cái trường hợp mà tôm mình còn nhỏ, cái lượng thức ăn nó cần ít đó thì nó dư, mà nó dư thì nhưng mà cái gì dư nhiều quá thì nó dơ ra. Còn ví dụ như anh sử dụng cám ít thì có thể là cái nước qua nó sạch hơn, nó trắng sáng, nó trong. Mà cám nhiều thì nước cũng như gây tảo cho mạnh á, thì nó màu nó hơi sậm hơn chút. Rồi như vậy là anh có nắp không? Cái này có nắp bể hả? Còn anh kiếm cái bọc cái cao su gì đó chùm cột lại. Cái đó cũng vậy luôn ha. Đừng cho nước mưa rồi vô hả? Dạ đừng cho bụi bặm rồi vô. Con này con kia rồi đó. Rồi bây giờ mình cũng ủ tiếp cho anh chiếm xong rồi đó bà con. Rồi để 3 đêm ha anh chiếm. 3 đêm mình 3 đêm 4 đêm gì cũng được. Má thì thường em để 4 đêm là em tạc. Ủ men nó lên bình thường chứ không có bị ảnh hưởng gì hết. Rồi xin chào bà con ha, chúc bà con thành công trong tất cả vụ nuôi. Chầm đó là cái mà anh có đồ cột không, nếu mà cột lại cho anh cái hơi nó mạnh thì càng tốt.